Trưa ngày 4 tháng 10, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn Công binh 249 thuộc Binh chủng Công binh phối hợp cùng Lữ đoàn Công binh 543 trực thuộc Quân khu 2 đã khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị để hoàn thành việc triển khai phà chuyên dụng. Nhiệm vụ này nhằm đảm bảo thông tuyến thay cho cầu phao đã thu hồi trước đó do lưu lượng nước sông dâng cao. Các phà chuyên dụng sẽ được sử dụng để chuyên chở người và phương tiện qua lại đoạn sông nối giữa hai huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Công tác chuẩn bị được thực hiện một cách khẩn trương và chú đáo. Các phà chuyên dụng đang được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng. Các hệ thống lan can trên phà đang được hàn chắc chắn, vạch kẻ vị trí đỗ cho các phương tiện cũng đã được hoàn thiện. Ngoài ra, các trang thiết bị an toàn như phao cứu sinh và các hệ thống báo động cũng được trang bị đầy đủ để đảm bảo an toàn tối đa cho người và phương tiện khi di chuyển. Công việc hạ thủy cano BMKT vốn là phương tiện lai dắt phà cũng được thực hiện khẩn trương. Đây là phương tiện có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và đảm bảo an toàn cho phà trong quá trình vượt sông. Bên cạnh đó, việc điều động và phân công kíp lái cho phà đã được hợp đồng một cách kỹ lưỡng, đảm bảo có đủ nhân sự và phương tiện để vận hành một cách suôn sẻ. Sau nửa ngày chuẩn bị, phà quân sự thuộc Lữ đoàn Công binh 249 và Lữ đoàn Công binh 543 Quân khu 2 đã được đưa vào hoạt động, trở thành phương tiện vận tải chính cho người dân và xe cộ qua lại hai bờ sông. Phà quân sự này có khả năng chuyên chở khoảng 200 người và 50 xe máy trong mỗi chuyến, với tần suất hoạt động liên tục từ 6 giờ sáng đến 20 giờ hàng ngày. Với thiết kế chắc chắn và vận hành bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm, phà đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong mọi điều kiện thời tiết. Trước đây thì chưa có phà này thì em phải đi qua đường cầu Ngọc Tháp, quãng đường nó xa hơn ạ. Và di chuyển cũng thời gian lâu hơn. Từ khi mà có phà này thì việc đi lại của em sẽ gần hơn và thời gian được rút ngắn hơn ạ. Tiện ích của cái phà này là giúp được cho người dân hai bên bờ sông lưu thông dễ dàng, thuận tiện. Một cái điều rất là tốt cho người dân hai bên bờ sông. Nói chung là như thế là rất là tuyệt vời, bởi vì là từ khi mà cầu Phong Châu nó sập thì người dân đi lại cũng khó khăn. Chúng tôi thường xuyên là phải đi vòng, đi cầu Ngọc Tháp hoặc là cầu Trung Hà rồi qua xong rồi sang đến cầu Văn Lang. Thế bây giờ đấy, thì có cái phà của quân đội như này thì giúp cho người dân hai bên bờ đi lại rất là tốt, tiện ích là được cái là không phải đi vòng xa như trước nữa. Thì là nói chung là thế là cũng là cảm ơn các đoàn 249 đã về đã giúp cho người dân đi lại hai bên bờ giao thông nó thuận tiện. Việc triển khai phà dã chiến trên sông nối giữa hai huyện Tam Nông và Lâm Thao là minh chứng sống động cho tinh thần vì nhân dân phục vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, luôn sẵn sàng có mặt trong những thời điểm khó khăn nhất để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.